Xin chào, tính đến thời điểm hiện tại thì scandal có tên gọi anh em nương tựa của ca sĩ Hiền Hồ đã xảy ra được hơn 1 năm. Và mặc dù sau đó cô đã gửi lời xin lỗi đến khán giả và đã tái xuất thận trọng hơn trước rất nhiều, tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn liên tục bị công kích và đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ khán giả. Không thể phủ nhận, Hiền Hồ là một trong những ca sĩ từng được yêu mến nhất nhì showbiz nhờ có ngoại hình xinh đẹp và giọng hát lôi cuốn. Tuy nhiên, sau khi cô lộ ảnh hẹn hò với đại gia U60 đã có gia đình, khán giả đã đồng loạt quay lưng. Sau đó cô đã phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian, thậm chí là biến mất khỏi mạng xã hội. Sự im lặng của Hiền Hồ đã khiến cộng đồng mạng nổi giận, hàng loạt group anti mọc lên. Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng liên tiếp công kích, yêu cầu phong sát nữ ca sĩ, không để cô hoạt động trong showbiz bởi bê bối đời tư. Trong đó có các bình luận như: Thiết nghĩ Việt Nam nên phong sát các nghệ sĩ, cấm hoạt động hay biểu diễn như bên Trung Quốc, chứ cái đàn này thì loạn mất. Giờ Hiền Hồ chỉ có nước bay ra nước ngoài sống, chứ còn mặt mũi đâu mà sống ở Việt Nam. Đồng thời, rất nhiều ý kiến cũng cho rằng một khi đã mang danh là người của công chúng thì nghệ sĩ nên sống có đạo đức và xứng đáng với niềm tin của khán giả. Chắc chắn là với áp lực dư luận lớn như vậy thì việc Hiền Hồ phải sống ẩn không có gì lạ, vì áp lực là quá lớn đối với cô. Tuy nhiên, sau một thời gian lặng sóng thì Hiền Hồ đã quay lại với công chúng. Từ đâu việc tẩy chay đã chỉ còn là quá khứ, nhưng hóa ra dân mạng Việt Nam đang ngày càng tẩy chay uy tín hơn. Hiền Hồ đã không được đón nhận như trước. Nhiều show diễn của cô bị phản đối đến mức ban tổ chức phải hủy bỏ, như đêm nhạc chào tân sinh viên của Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phải gạch tên Hiền Hồ khi sinh viên không chấp nhận cô. Tiếp đó, sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình lại bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội đến mức phía ban tổ chức phải chính thức đưa ra thông báo về việc hủy đêm ca nhạc. Và ban tổ chức cũng phải xin lỗi khán giả vì trước đó nói rằng chỉ quan tâm giọng hát chứ không quan tâm đến đời tư của ca sĩ. Không chỉ mạnh tay trong phong ấn, sự trở lại của Hiền Hồ trên các sân khấu âm nhạc, khán giả còn đang bắt tay nhau nói không với sản phẩm mới của nữ ca sĩ này. Cụ thể là Hiền Hồ đã cho ra mắt một phiên bản mới cho ca khúc từng ra mắt cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, khi nhìn vào lượt xem, chắc chắn nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ. Sau gần 10 ngày ra mắt mà phiên bản ca khúc này chỉ đạt được có 76.000 lượt xem, một con số có thể nói là thấp kỷ lục so với một ca sĩ nổi tiếng như Hiền Hồ. Trên kênh TikTok của mình, Hiền Hồ cũng đã đăng tải những đoạn clip về ca khúc này, nhưng lượt xem và tương tác cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Chưa hết, khán giả còn thể hiện sự tẩy chay mạnh mẽ với nữ ca sĩ dưới mọi hình thức và trên mọi mặt trận. Cụ thể là mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một cửa hàng kinh doanh chỉ mỗi sử dụng clip của Hiền Hồ để test loa, thế mà cũng không qua được cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho biết sẽ không mua sản phẩm này vì chủ shop đã sử dụng hình ảnh của Hiền Hồ để quảng cáo. Cùng với đó là hàng loạt những bình luận như: bật nhạc Hiền Hồ nên cạch, nghe nhạc Hiền Hồ nên mất giá trị của con loa, loa hay nhưng bật bài của Hiền Lịch là hết nghe. Có thể thấy được rằng khán giả giờ đây đang vô cùng mạnh mẽ trong cuộc tẩy chay sự trở lại của Hiền Hồ dưới nhiều hình thức. Từ thời điểm Hiền Hồ trở lại cho đến hiện tại, sự nghiệp của nữ ca sĩ đã lao dốc không phanh khi sản phẩm mới không thành công, các đêm nhạc thì bị hủy liên tục và đặc biệt là sự kiên định của khán giả. Từ lâu nay, khán giả Việt luôn được đánh giá là bao dung và dễ tha thứ hơn với khán giả các nước như Hàn Quốc hay Trung Quốc. Nhiều nghệ sĩ Việt khi dính scandal đều áp dụng chung một công thức để đời là im lặng, đợi sự việc lắng xuống và trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, qua sự việc của nữ ca sĩ Hiền Hồ, có thể thấy rằng công thức này không còn hiệu quả như trước. Khán giả Việt giờ đây đã sẵn sàng dùng quyền tẩy chay đối với nghệ sĩ có bê bối. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những nghệ sĩ khác nên có ứng xử lối sống chuẩn mực và tôn trọng. Bên cạnh đó thì nghệ sĩ thấm thía hơn câu nói: khán giả nuôi nghệ sĩ chứ nghệ sĩ không nuôi khán giả. Chưa kể, cách Hiền Hồ trở lại showbiz hậu ồn ào cũng không mấy khôn ngoan, thậm chí có phần vội vã. Nữ ca sĩ liên tục chia sẻ hình ảnh về cuộc sống ăn sung mặc sướng như chưa có chuyện gì xảy ra, liên tục cập nhật về hình ảnh chạy show ca nhạc dù khán giả liên tục phản đối. Cách Hiền Hồ đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả có phần hơi trơ, càng khiến cho khán giả tức giận và tẩy chay phong sát cô trên mọi mặt trận.
Chia sẻ về việc Hiền Hồ bị khán giả tẩy chay thì một chuyên gia truyền thông cho rằng việc trở lại sau một thời gian xảy ra scandal là quyền của nữ ca sĩ, tuy nhiên việc quay lại quá nhanh lại là nước đi vào lòng đất. Một người khác cũng cho rằng quyết định quay trở lại là quyền của Hiền Hồ, ca hát là nghề của cô để cô ấy tồn tại, việc quay lại chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Còn khán giả tẩy chay thì cũng là quyền của khán giả. Cô ấy quay trở lại khi làn sóng tẩy chay vẫn còn cao thì hậu quả với nghề nghiệp sẽ là không nhỏ. Và có thể nói không chỉ ảnh hưởng đến thời điểm hiện tại, khán giả bây giờ, nhất là khán giả trẻ, họ cũng nhớ rất dài. Có thể nói, dưới sự phát triển của mạng xã hội, con đường hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ sau khi vướng scandal không còn dễ dàng. Nói cách khác, công chúng châu Á nói chung và khán giả Việt nói riêng ngày càng khắt khe với các nghệ sĩ. Có nhiều ý kiến cho rằng việc tẩy chay quá mạnh là đang dồn Hiền Hồ đến đường cùng, đang gây áp lực quá lớn cho một cô gái nhỏ bé. Tuy nhiên, phần đông thì lại cho rằng cô ấy xứng đáng nhận những gì mà cô ấy gây ra và thái độ của cô ấy thể hiện. Đây được xem là bài học răn đe không chỉ dành cho riêng nữ ca sĩ mà còn hành động góp phần tạo nên một showbiz Việt sạch sẽ hơn. Vậy ý kiến của bạn như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.